Chào mừng các bạn đến với chống diễn biến hòa bình, các bạn thân mến. Xin hãy đừng lãng quên họ, những con người đã góp phần làm nên lịch sử, dù chỉ vô tình, bởi nếu không có máu xương của họ đổ ra thì chúng ta không được hưởng nền hòa bình như hôm nay. Tri ân những người có công với Tổ quốc là trách nhiệm từ con tim của mỗi người dân yêu nước. Chống diễn biến hòa bình giới thiệu đến các bạn bài viết Xin đừng lãng quên họ của Nguyễn Quang Chánh. Ở đất nước này, dưới sự lãnh đạo của đảng và bác Hồ, đã có một thế hệ vàng không biết cúi đầu trước thực dân Pháp và đế quốc Mỹ để ra trận chiến đấu hy sinh, giành độc lập, thống nhất đất nước. Nhân kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, tối 30 tháng 4, tôi được gặp rất nhiều nhân chứng của lịch sử trong buổi gặp mặt nho nhỏ, nhỏ tuân thủ quy định phòng chống dịch Covid. Đáng lẽ ra, không vướng dịch thì cuộc gặp gỡ sẽ có rất nhiều nhân chứng của lịch sử tham gia dù sao, các người bạn của tôi cũng đã rất cố gắng làm bữa tiệc nhỏ cho các anh hùng để chào mừng ngày 30 tháng 4 và tri ân các anh hùng liệt sĩ. Anh phi công từ để anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong vai trò người dẫn chuyện nói Vậy mà đã 46 năm rồi, tôi vinh dự được tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử giải phóng Sài Gòn. Dùng máy bay địch tịch thu được, đánh địch, phi đội quyết thắng năm nào của chúng tôi đã chút bom xuống sân bay Tân Sơn Nhất trưa ngày 28 tháng 4 năm 1975, đặt dấu chấm hết cho chế độ Tây Sai Việt Nam Cộng Hòa. Giới thiệu từng nhân chứng lịch sử, anh Từ để nói, chúng ta đánh Mỹ bằng cả mọi thứ quân mà ta có từ không quân trên trời cho tới đặc công, biệt động, tình báo dưới đất. Đến tham dự buổi gặp mặt hôm nay, có những cựu binh của cụm tình báo chiến lược H63 Anh Hùng một thời. Chú Tư Cang, cô Tám Thảo, là hai anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong số 4 người của cụm H63 được tuyên dương anh hùng hiện vẫn đang sống khỏe mạnh ở cái tuổi ngoài 90. Hai người kia là bà Nguyễn Thị Ba và Phạm Xuân Ẩn đã mất. Chú Tư Cang giới thiệu với mọi người hai cô giao liên nội thành xinh đẹp, tám kiên và hai ánh, giờ đã ở tuổi ngoài 80, nhưng coi vậy vẫn còn làm giao liên ngon lắm nếu có chiến tranh xảy ra bởi họ rất mưu trí, dũng cảm, sẵn sàng hy sinh để hoàn thành nhiệm vụ. Anh hùng phi công Vũ Ngọc Đỉnh ngồi kế đấy rất kiệm lời, nhưng trên ngực áo của ông lấp lánh sáu huy hiệu của Bác Hồ với thành tích hạ gục 6 máy bay hiện đại của Mỹ đã nói thay chiến công rất xuất sắc của ông trong các trận không chiến trên bầu trời miền Bắc, đưa tên tuổi của ông vào top S của phi công trên thế giới, top những người bắn rơi từ 5 chiếc máy bay của đối phương trở lên. Còn nữa, nữ anh hùng Võ Thị Tâm, Lê Thị Thu Nguyệt cũng rạng rỡ bên cô gái biệt động Vũ Minh Nghĩa, duy nhất tham gia đánh dinh độc lập rạng mùng 2 Tết, mậu thân 1968 năm nào, nay đã ở tuổi 75. Tôi có nói chuyện với ông Nguyễn Văn Nhu, người đã đưa Tổng thống Dương Vô Minh qua đài phát thanh đọc tuyên bố đầu hàng trưa ngày 30 tháng 4 1975. Hồi ấy, các anh tiến vào dinh độc lập bằng xe tăng, hút đổ cổng dinh, không một phát súng nào của địch kháng cự, không một ai hy sinh, bắt sống toàn bộ nội các của chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng 7 năm trước đó, trong trận Tết Mậu Thân 1968, nhóm biệt động thành của đội 5 có cô Vũ Minh Nghĩa, gồm 15 người chỉ có trang bị vũ khí bộ binh nhẹ AK, B-40 và bột phá, với lựu đạn mà họ đã đương đầu với quân địch đông gấp nhiều chục lần với cả xe bọc thép, kiên cường chiến đấu cầm cự hơn một ngày trời trong đói khát để đánh trả quân địch. Có 8 người đã hy sinh, 7 người bị tụi nó bắt khi đã không còn một viên đạn nào để chống trả. Trận đánh bi hùng lắm, hai người chỉ huy hy sinh đã được nhà nước truy tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, biết bao mất mát hy sinh trong trận Mậu Thân 68 để làm nên đại thắng mùa xuân 1975. Anh hùng lao động Huỳnh Văn Thòn, chủ tịch tập đoàn Lộc Trời phát biểu, ngồi trong căn phòng nhỏ này có bốn thế hệ, các cô các chú, các bác đã là những người anh hùng huyền thoại trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước gian khổ. Con cháu mãi mãi ghi ơn và ngay đối với cháu thôi rất kính phục các bác với sự bình dị, cống hiến cho tổ quốc. Trước mỗi việc làm gì trái tim cháu luôn mách bảo đừng làm việc gì sai trái vi phạm pháp luật, lấy gương của các bác làm rời răng cho mình khi còn đang hoạt động kinh doanh. Khép lại buổi giao lưu nhỏ nhưng nghĩa tình và sự biết ơn của những người có mặt đối với cụ chiến binh là rất trân trọng. Xin hãy đừng lãng quên họ dù chỉ vô tình bởi nếu không có máu xương của họ đổ ra, thì chúng ta không được hưởng nền hòa bình như hôm nay tri ân những người có công với tổ quốc là trách nhiệm từ con tim của mỗi người dân yêu nước